bây giờ chỉ còn hai thanh niên thôi. Sốt phô mai là có phô mai chẩn chứ không có gì vậy.
nãy giờ chưa ăn à? Vô đâu vậy? Đó. Nhưng bây giờ ở ngoài nó khóc hơn thơm. Cá độ mà cứ ngồi rồi. Ê, với còn kim chi với bay. Sớm nào to quá vậy. Mua đó em. Tất nhiên biết mua đâu. Quay dưới cầm em, đừng quay trên cái mắt. Quay ra đây đẹp. Gột sáng.